chưa hiệu quả ở nhất để thì những cái đó và cái sự hỗ trợ cho các phòng ngủ và có bóng thì chưa tốt, đặc biệt là hiệp nhất. Khi hiệp hai chúng tôi có sự thay đổi thì chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, chơi được chuyền ngắn trung bình và đã tạo được ra nhiều cơ hội hơn cho hai đội. Câu thua gì thi đấu trước nay thì ông cũng muốn nói gì về cho học trò mình? Cái lời đánh giá cũng như khen thì cho lời khen thì chắc tôi để cho các bạn khen. Tôi nghĩ là Phương là tiếp tục tự nhiệt tình, đặc biệt là bản thân mình có năng lực và hãy cố gắng qua được trận đấu, và trận đấu vừa kết thúc là coi như đã qua thì chúng ta phải hướng vào đấu tiếp theo. Có một trận đấu thì không trận nào giống trận nào, cho nên là tất cả các bạn đều phải cố gắng, niềm tin, và đặc biệt là đừng nghĩ nhiều về trận đấu vừa qua có thể vui nhưng đã kết thúc, và trận đấu khác là cái khác hơn, cho nên là tôi nghĩ là con Phương sẽ hiểu được và sẽ giữ được cái niềm tin đó, giữ được cái khát khao chơi bóng đó. Cảm ơn các bạn.